Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống An Bình. Quý vị thân mến, con cái là niềm hạnh phúc, là tương lai của cha mẹ. Do đó, chuyện nuôi dạy con là một vấn đề luôn được các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu. Rất nhiều cha mẹ vì mong muốn con cái có cuộc sống tốt hơn mà không quản nhọc nhằn kiếm tiền ngày đêm. Nhưng họ quên mất rằng, vật chất chỉ có thể quyết định mức sống, còn giáo dưỡng của cha mẹ mới là vấn đề then chốt quyết định tương lai của con cái sau này. Vì vậy, thay vì để lại tiền bạc, tài sản cho con, chúng ta hãy rèn cho chúng hiểu được những đạo lý sau đây để các con có thể vững vàng hơn trong cuộc đời. Mời quý vị cùng đón xem. Con à, con có thể là giáo viên, có thể là bác sĩ, cũng có thể là một chức nghiệp nào đó. Nhưng dẫu thế nào, hãy là một người lương thiện. Không kể là mê hoặc là cám dỗ của đồng tiền, hay là lợi ích xui khiến, con đều không nên bị phồn hoa hư ảo trước mắt che mờ con mắt, tổn hại người thân cận bên cạnh. Biển lớn thủy triều dâng lên như sóng trào bờ, đời người trải qua trắc trở mới tỏa sáng lung linh. Đời người chỉ có trải qua rèn giũa mới nhìn thấy được ánh quang huy chói lọi của nhân sinh. Điều thứ nhất, ở đời sống khôn khéo không khó, cái khó là làm người thiện lương. Trong một ngôi trường nhỏ trên núi cao hẻo lánh, bếp ăn của nhà trường quanh năm suốt tháng chỉ có rau rừng đạm bạc. Hôm rau luộc, hôm lại rau xào, thì thoảng mới có chút thức ăn để cải bữa. Cô giáo trẻ thân mình gầy gò, yếu đuối chỉ vì thương các em nhỏ thiếu con chữ mà chẳng quản xa xôi lên đây dạy học. Cô thường sang ngôi chợ phiên gần trường mua trứng gà về ăn. Người bán trứng là một cụ bà tuổi ngoài 70. Cụ bảo cô cứ cho một cái giá chứ cụ không đòi. Nếu giá được thì cụ bán. Cô giáo trẻ thấy cụ nay tuổi đã già, cuộc sống khổ cực, chỉ dựa vào nuôi mấy con gà bán trứng kiếm tiền nên cố tình trả giá cao hơn bình thường. Ở quê cô dưới xuôi, trứng chỉ có 25.000 đồng một chục, nhưng cô lại trả cho cụ tới 35.000 đồng một chục. Thấy cô trả vậy, cụ cũng không kêu trả vậy là đắt hay là rẻ, mà vui vẻ nhận lời bán cho cô. Từ đó mỗi lần cô ra mua trứng đều trả y như vậy. Mua được một thời gian, cô lại thấy cụ đáng thương quá nên lại chủ động tăng giá thêm cho cụ mà trả 40.000 đồng một chục. Lúc này, cụ mới lên tiếng, cụ từ chối không nhận. Hai người đùn đẩy tới đùn đẩy lui, cuối cùng cụ mới nhận. Lại qua một thời gian, một hôm cô như thường lệ ra chỗ cụ mua trứng. Khi gần đến nơi, thấy một lái buôn đang hỏi mua trứng của cụ. Người lái buôn nói vì trứng của cụ ngon, khách ăn rất thích nên trả cụ 50.000 đồng một chục, yêu cầu mua hết số trứng này. Nhưng lạ thay, cụ lại từ chối. Người lái buôn bèn nói, giá này con trả cụ cũng là cao lắm rồi đó. Tất cả mọi nhà trong thôn con đều trả vậy, không có ai trả cao hơn đâu. Thôi, cụ bán cho con đi. Cụ đáp, không phải vấn đề giá cả, mà là trứng này cụ phải để cho cô giáo trẻ ở trường. Cô ấy từ xa xôi đến đây dạy học, người lại ốm yếu, cuộc sống khó khăn. Cụ muốn cô ấy có thêm chút thức ăn bồi bổ mà có sức để dạy con chữ cho mấy đứa trẻ trong thôn. Không có chữ, khổ lắm. Cô đứng đó chứng kiến mọi việc, không biết từ khi nào, hai khóe mắt cay cay. Khi chúng ta cho đi tình thương, ắt sẽ nhận được sự nhân ái. Khi chúng ta làm những gì cho người khác, kỳ thực cũng là làm cho chính mình. Vậy nên khi chúng ta muốn nhận từ người khác những gì, trước tiên cũng cần phải cho đi những thứ đó. Đời người vốn dĩ đó là cái vòng tuần hoàn qua lại. Chúng ta cho đi thiện lương thì ắt cũng nhận được thiện lương. Người thiện lương sẽ không khi nào bị thiệt. Khi duyên lành, thiện đủ, ắt sẽ hồi báo đáp lại cho mình tất cả những gì mình nên được. Người sống thiện lương khó hơn người sống thông minh, nhưng thiện lương đó là con đường mà ở đó chờ đợi họ chính là bến bờ hạnh phúc. Là cha mẹ, ai cũng đều đặt kỳ vọng, mơ ước vào đứa con, hy vọng chúng có thể hoàn thành ước vọng dở dang của mình. Họ cũng muốn đứa con lớn lên, có thể vui vẻ,
thành công, tự lập, có được chỗ đứng trong xã hội. Nhưng chúng ta cũng luôn mong mỏi con có thể đối đãi chân thành với mọi người. Quan trọng hơn là biết sống thiện lương, vun trồng điều thiện, tránh xa cái ác. Một luật gia người Mỹ từng nói, lương thiện là ánh mặt trời được hình thành từ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Không cần quá nhiều thời gian, bạn sẽ phát hiện rằng con có thể tự giác noi theo những gì bạn làm, chứ không phải làm theo điều mà bạn yêu cầu. Muốn con mình sống lương thiện, cách đơn giản nhất là hãy tự làm gương đối đãi bằng thiện tâm với mọi người. Điều này thực ra rất đơn giản. Bạn có thể làm gương cho trẻ qua các hành động hàng ngày. Đó là lời cảm ơn khi con giúp mình làm một việc gì đó. Cũng có thể là lời xin lỗi khi bạn làm sai, hay là sự chăm sóc, giúp đỡ lúc con gặp khó khăn. Khi bạn dành cho con sự tôn trọng, con cũng sẽ học cách đối xử đầy tôn trọng với mọi người. Cũng có một nhà triết học người Hy Lạp cổ nói một câu thế này: là người thông minh không vì những gì mình không có mà thấy buồn phiền, ngược lại không vì tất cả những gì mình có mà quá đỗi hoan hỉ, vui vẻ. Đó là một thái độ sống đầy tích cực. Bạn cũng có thể trui rèn cho con cái của mình một phẩm cách như thế. Hãy dạy con bạn rằng ngay cả một sự ban ơn nhỏ bé cũng đáng để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Hãy giúp con bạn nuôi dưỡng lòng biết ơn và biết hài lòng với những gì mình đang có. Con sẽ học được cách trân trọng những gì mình có, từ đó sống thiện lương, hồn hậu hơn. Điều thứ hai, đọc sách không khổ, người không học hành cả đời mới khổ. Có câu nói, phúc hữu thi thư khí tử hoa, tức là trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Sách đọc nhiều rồi tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, minh tỏ thị phi, giúp con có cơ hội lựa chọn công việc. Còn những người không chuyên tâm học hành thì chỉ có thể đổi lại một đời lam lũ, thấp hèn. Con hãy nhìn những bác nông dân cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có bác thợ xây phơi mình dưới nắng, mồ hôi tầm tã như mưa. Còn có những người buôn bán hàng rong trong gió rét, chịu biết bao là khổ sở. Đọc sách không phải là học cho bố mẹ, mà là cho chính bản thân con. Hôm nay không chịu khổ mà học hành chăm chỉ thì tới già sẽ phải hối tiếc. Còn trẻ mà tham thú an nhàn, không muốn nỗ lực, thiếu đi sự nuôi dưỡng tinh thần, thiếu đi những kỹ năng ứng phó với cuộc sống, thì ngày mai sẽ phải chịu cảnh cô độc và nghèo khó. Có thể khi đang nỗ lực, con sẽ cảm thấy khổ, nhưng sau này nhìn lại, nội tâm của con sẽ phong phú hơn, sâu sắc hơn, dám nỗ lực thì nỗi khổ đã trải qua sẽ vĩnh viễn không là điều vô ích. Ông trời sẽ bù đắp lại cho con. Dẫu lúc đó con không đạt được điều mình mong muốn, nhưng một ngày nào đó khi gặp cảnh khốn cùng, sự nỗ lực lúc này sẽ phát huy tác dụng. Nỗ lực chịu khổ sẽ giúp con tích lũy được những kỹ năng cần thiết, sự khoáng đạt trong tư duy, sự trưởng thành trong tâm hồn và trí tuệ. Điều thứ ba, điều đáng sợ không phải là người khác ưu tú, mà là những người ưu tú luôn cố gắng hơn con. Những người ưu tú đều biết rằng trên đời này, những người ưu tú hơn bản thân họ thật sự có quá nhiều. Nếu bản thân không cố gắng nỗ lực thì họ sẽ bị rớt lại phía sau chặng đường. Những người luôn kiên trì tiến bước, con đường phía trước sẽ rộng mở thênh thang. Đời người luôn có trắc trở chông gai, sẽ khiến con người ta mệt mỏi. Nhưng người ưu tú hiểu được rằng, nếu bây giờ không mệt mỏi, chịu khổ, sau này sẽ càng khổ hơn. Những người ưu tú sẽ không muốn trong lúc người ta đang cố gắng vươn lên, thì họ lại lãng phí thời gian quý báu của mình. Kỳ thực, thanh xuân, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời, cũng là những năm tháng quan trọng có thể quyết định vận mệnh của một người. Nếu con lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc con phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu con nỗ lực vất vả trong 10 năm, chắc chắn con sẽ có được 50 năm hạnh phúc. Ở đời nếu không trải qua cái lạnh thấu xương của mùa đông,
sao có thể thưởng thức hương thơm của đóa hoa mai rạng rỡ? Màu nền quan trọng nhất của tuổi thanh xuân là sự nỗ lực. Tinh thần đáng quý nhất là không ngừng vươn lên. Điều thứ tư, thời gian là công bằng nhất. Thời gian của mỗi một người đều là 24 giờ đồng hồ. Vậy nên phải biết nắm bắt. Những lúc con vui chơi thì người khác đang chuyên tâm học hành. Những lúc con nằm dài một chỗ xem tivi thì người ta đang vận động. Đến lúc già rồi, trong khi người ta đang an hưởng tuổi già du lịch đó đây, thì con lại chỉ có thể vì sinh kế mà bôn ba vất vả. Đừng cho rằng bản thân mình lúc nào cũng còn nhiều thời gian, mọi chuyện cứ thong thả để dành cho ngày mai. Nhưng đến ngày mai rồi, e rằng con làm cũng không còn kịp nữa. Ngày mai rồi lại ngày mai, đã có biết bao nhiêu ngày mai trôi qua lãng phí như vậy. Còn nếu cứ đem hy vọng gửi gắm vào ngày mai, cuối cùng chuyện gì cũng sẽ không thành được. Điều thứ năm, kiên trì vận động, thân thể sẽ ghi lại mỗi một ngày cố gắng của con. Đừng có một bên thì nói bản thân mình bận rộn, không có thời gian rèn luyện, một mặt khác thì lại đắm chìm lẩn quẩn trong cái khung bè bạn, vui chơi, để bản thân trở thành một phế nhân nằm miết trên giường. Vận động không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh, làm dịu áp lực, mà còn cho con ý chí và lòng nhẫn nại mạnh mẽ. Khi gặp phải khó khăn, đều tiếp tục kiên trì. Chỉ cần con chuyên cần, cuộc sống cuối cùng sẽ cho con sự hồi báo tốt đẹp nhất. Quý vị thân mến, người ta thường chọn quên đi tất cả những gì mình muốn để có thể từ bỏ. Tiếc thay, đó không phải là giải pháp hiệu quả để sửa chữa lỗi lầm. Nếu như một ngày thấy con bạn có dấu hiệu chùn bước, hãy nói với con rằng, con có thể thua, nhưng không thể từ bỏ. Đời người cũng như là xe cáp treo vậy. Có lên, có xuống, không thể cứ thuận buồm xuôi gió mãi được. Một lần huy hoàng cũng không thể mãi mãi luôn như vậy. Điều thứ sáu, con có thể thua, nhưng không thể từ bỏ. Khi con nhìn vào một người thành công, con thường nghĩ anh ta thành công chớp nhoáng vì may mắn, vì anh ta thông minh, anh ta giỏi giang sẵn rồi. Nhưng trên thực tế, không có thành công nào đạt được là hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay là khả năng bẩm sinh cả. Thành công đến từ lòng kiên trì, nhẫn lại, sự chăm chỉ trong công việc. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả mà ít khi để ý đến quá trình. Và vì thế họ không nhìn thấy sự nỗ lực cực khổ, lòng tận tâm và khát khao để vươn tới mục tiêu của những người thành công. Chính ý nghĩ đó khiến họ bị ảo tưởng về chặng đường họ phải trải qua. Trong suy nghĩ của mình, với họ đó là con đường đầy màu hồng. Và vì thế khi gặp phải những khó khăn thử thách, họ bị vỡ mộng và dễ dàng từ bỏ. Con hãy dốc hết toàn lực làm những việc mà con nên làm, đổ những mồ hôi mà con nên đổ. Đừng có quanh quẩn ở thất bại nhất thời. Cần tin chắc rằng nếu con kiên trì, vận mệnh tự nhiên sẽ khen thưởng cho con. Điều thứ bảy, đừng quá để tâm đến ánh mắt của người khác, mà hãy làm vì chính bản thân mình. Trên thế giới này, tư tưởng và nhận thức của mỗi người đều không giống nhau. Chúng ta không thể cưỡng cầu người khác suy nghĩ giống hệt với mình, hoặc là yêu cầu người khác thích mình được. Sinh mệnh có biết bao chủng hình thức, cách sống không chỉ có một loại. Con à, con nên biết được rằng con là độc nhất vô nhị. Hãy sống sao để được là chính bản thân con, cớ chi phải quá để tâm đến ánh mắt của người khác. Điều thứ 8, phóng túng là bản tính của con người ta, mà kiềm chế thì lại là lý trí. Con à, con nói học hành rất khổ rất mệt, rằng con muốn xem truyền hình, con muốn chơi trò chơi điện tử, con muốn lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình trong cái thế giới ảo đầy cám dỗ đó. Ba mẹ muốn nói với con rằng, tuyệt đối đừng có ngay vào cái tuổi đáng nên phải chịu khổ nhất mà lựa chọn an nhàn. Nếu không, con đường tương lai sau này sẽ rất trắc trở, gian nan. Điều thứ 9, không phải ai cũng có thể yêu mến con. Thế giới này hơn 7 tỷ người thì sẽ có bấy nhiêu tính cách, rồi sẽ có những người ghét con vì ngoại hình, tính cách của con không vừa mắt họ.
có những người hận con vì con có thành tích, năng lực vượt trội hơn họ. Nói chung, họ có hàng nghìn lý do để ghét con, và vì thế con cũng không nên lấy làm buồn phiền. Hãy tập sống là chính mình, làm những điều ngay thẳng, vui thì cười, buồn thì khóc. Cuộc đời cứ thế mà an nhiên hơn. Cuối cùng, con cần nhớ, con người ta phải học cách dựa vào bản thân, ngoài bản thân thì không ai có thể giúp được. Dựa núi, núi đổ, dựa người, người lại bỏ đi. Ngoài cha mẹ ra, sẽ rất khó ai có thể giúp con mà không chút tính toán. Nhưng cha mẹ rồi cũng sẽ phải già đi, không ai có thể theo con cả một đời được. Con phải học cách biết lớn lên, trở nên độc lập hơn. Hãy học cách dựa vào chính bản thân mình, con sẽ làm chủ cuộc đời, tương lai của con là do chính con sáng tạo ra. Nắm chắc vận mệnh trong tay mình mới khiến bản thân con có nhiều khả năng hơn. Quý vị thân mến, thương con không phải là để lại bạc vàng, của cải đầy kho, mà chính là giáo dưỡng cho chúng trở thành một người lương thiện, hiểu lễ nghĩa, phép tắc. Còn bạn không cần quá nhiều bạc tiền để tồn tại được giữa cuộc đời này, nhưng lại cần rất nhiều đạo đức, phẩm chất để sống được hạnh phúc. Làm bậc cha mẹ, thiết nghĩ chúng ta đều nên cần thanh tỉnh về vấn đề này. Hy vọng những đạo lý hết sức giản đơn mà thấm thía trên đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích để mỗi bậc cha mẹ có thể tiếp thu và đem tới những gì tốt đẹp nhất cho con cái của mình.